Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 5 tháng 12, cơn bão Michaung đã đổ bộ vào bang Andhra Pradesh sớm hơn dự báo của cơ quan khí tượng đất nước Ấn Độ, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Tính đến chiều cùng ngày, cơn bão này đã khiến 9 người bị thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Cơ quan thời tiết Ấn Độ cho biết, cơn bão đã đổ bộ vào thị trấn Papala, bang Andhra Pradesh, miền nam nước này với sức gió lên tới 110 km/h. Theo dự báo, các khu vực của bang này sẽ hứng lượng mưa hơn 200mm trong 24 giờ tới và ít nhất 8.000 người dân phải đi sơ tán. Gần như toàn bộ tầng 1 nhà tôi đều đã bị ngập, ngoài ra còn có rất nhiều rắn và lũ trẻ đang phải chật vật với điều này. Chính phủ cần hành động thiết thực hơn. Chúng tôi đã cứu được khoảng 20 người. Người dân đã gọi điện kêu cứu và văn phòng quận cho chúng tôi số của họ. Chúng tôi có một hướng dẫn viên đi cùng. Mưa to và gió lớn cũng làm đứt đường dây điện, bật gốc cây, đồng thời hơn 140 chuyến tàu và 40 chuyến bay tại bang này đã bị hủy. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah, chính phủ nước này đã chuẩn bị cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho bang Andhra Pradesh với việc triển khai các đội cứu hộ và sẵn sàng huy động thêm những đội cứu hộ khi cần thiết.